Hello, everybody. Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game One Big màn hình đứng nha các bạn. Nào, wow, vừa vô là cho được 4 cuốn siêu cấp chiến kỹ luôn nè anh em ơi. Đó. Rồi trang bị 20 sao 2 set đồ nè hả? Level đồ hả? Kim cương là 150 triệu nè. Đó. Ok ok, và game đặc biệt là không yêu cầu chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ nha các bạn. Đó, cái này là chạy hay không là tùy tâm, nhưng mà các bạn chạy thì các bạn mới mở ra được mấy cái phần khác ha. Còn các bạn không chạy thì không mở ra được gì cả. Nó là vậy đó. Rồi rồi rồi, đó. Ôi trời ơi, tùy tâm các bạn ơi. Vậy đây, đó. S1 chúng ta nhận được 4 cái skin 7 ngày hả? Roger đồ này nọ. Và đi đến level gì? Hải thứ 5 thì chúng ta sẽ nhận cho mình được tướng nha các bạn. 18 tướng các loại hả? Đây đây đây, 18 tướng Bullet Lô rồi Chatin rồi rất rất nhiều tướng mới ha. Có con gì quên mẹ nó rồi, Koyuki Toki nè ha. Ok, chân dài tới nách mà nách nó cũng dài tới chân hả. Con này là tướng mới đó, nhưng mà chưa bao giờ heo test con đó cả các bạn ơi. Đây 5 tỷ vàng và 5 tỷ A-ship hả? Rồi kim gì? Kim cương là 150. Hồn hồn gì đây? Hồn 9 sao, hồn 10 sao. Ok ok. Rồi, đến với thông tin server cái đi các bạn ơi. Nào, chúng ta có hải tặc chiến đấu phiên bản update mới nhất hiện nay chính thức khai mở S7 Chopper thời gian 10 giờ ngày 18 tháng 3 2023. Trang chủ là hải tặc chiến đấu .com nha các bạn ơi. Đó, tải game tại link nè, chơi ổn định trên nền tảng Android và giả lập PC. Đó, group Zalo nè ha. Tỷ lệ nạp siêu rẻ nè, khuyến mãi 1000% nè ha. 100.000 bằng 10.000 xu web Momo Banking. 100.000 bằng 8.400 xu web đối với hệ cào ha. Nạp đặc biệt, nạp đầu 100.000 nhận ngay bộ trang bị 28 sao. Full 8 món. À, vũ khí, mũ, hộ giáp, giày, phụ kiện, trái ác quỷ nè ha. Trong phần tích nạp game ha. Đó. Rồi 150 triệu kim cương. Full 2 set 8 sao gì ha. 2 set 8 món 20 sao. 3 set 8 món 21 sao. 3 món là 3 set là ghép là được 1 set đó các bạn. Là được 3, là được full 1 set 22 sao đó. Nhận quà like xe là có ha. Rồi VIP 22 là đầu vô ha, chạy nhiệm vụ nhận. Rồi VIP 30 nhận quà like xe ha. Tặng full tướng. Đó, full tướng là phương tướng mới là hồi nãy chạy ải 5 là chúng ta nhận ha. Bullet rồi Roger rồi Yoro Wano rồi Toki rồi các kiểu con đà điểu ha. Rồi rồi skin tướng mới rồi 5 tỷ bạc, 5 tỷ A-ship, siêu cấp chiến kỹ, vé chiêu mộ, vé chiêu mộ nguyên tố, hồn 9 sao 10 sao, đá thức tỉnh thiên khải, thức tỉnh năng lực ha. Thức tỉnh thạch có tích sẵn trên web nha. Đó, sự kiện loan tin like xe 10 nhóm, phần thưởng xe đủ 10 nhóm, full 3 set 8 món 21 sao, 11 triệu điểm A-ship VIP lên VIP 30, 5 triệu kim cương, 500 triệu A-ship tướng, 500 triệu belly, 1
châm đá thức tỉnh năng lượng ha, thời gian nè ha, sự kiện đua top lực chiến nè, đó, quà rất nhiều ha, đó, chopper chủ tịch, đó, thơm ngon liền, nào, God, đây, ếch, mình đã ếch 6 đúng không, nào. Đây, tân thủ, ngoài ra còn có God, tôi vô lâu vậy anh em, nè, nó đang vô nè hả, vô chưa? À, đây là quà tân hữu các bạn ơi. Tân hữu rồi Zalo 80. Rồi code 8 tháng 3. Rồi 8 tháng 3 01. Ok, chưa code lai xe hả? Code lai xe rồi code phan cứng rồi. Code tần được các kiểu con đà điểu để như là heo có nhắn tin admin để xin rồi á. Xin code like xe xong thì vô nhận quà tiếp các bạn ơi. Và cái hư này các bạn có nạp game thì đâu rồi, nạp game đây, tích nạp nè ha, đó tích nạp thì nhớ là nhận mục nào là nhận vô túi nhận mục đó luôn ha, đừng để quá 100 hư nó sẽ bị lắc mất á. Đó, thì nạp đầu 100.000 đó, các bạn vào tích nạp để nhận set 28 sao ha. Có túi 9 sao, 10 sao, 5 sao, 6 sao và có rương trang phục vĩnh viễn tự chọn ha. Là rương skin đó các bạn. Đó, ok liền. Ngon đúng không? Nạp đầu 100.000, nạp set 28 sao. Trời ơi nhìn nó bảnh liền. Ở đây là có tầng, có line xe, có phanh cứng rồi các kiểu con đà điểu luôn đấy. Rồi, nhận quà. Một con VIP 32, 200 triệu. Vua top hả? Giải quán quân lập tức bắt đầu. Ai leo lên được, đây leo được. Được 14 tỷ. Wow. Nhiều thế anh em. Wow, 4 tỷ, quá trời quá đất luôn. Ok ok, bây giờ mình đi nâng con gì ta? Đó giờ mình chưa, à cha tinh, không phải con này con gì, Abu đúng không? Hảo kinh. Con này có Yamato và con tiên cá. Ở bên này thì có con cha tinh. Thì Uta. Chưa bao giờ nâng thử con này luôn á. Con này là con gì? Bà vợ của Odin này đúng không ta? Như là vậy. Đó, set 21 sao. Trời trời, khoan. Trước khi nâng là phải vô. Á, à, còn mua quà VIP nữa anh em. Khoan, đừng có cắn vội, vô mua quà VIP đi. Nào. Cắn vội cái nè. Nè con nè, gừng là cái nó nhảy lên nè. Nhảy nó đi con. 32, 31 nè ha, 30 nè, 29 nè, đó, rồi 28 nè, đá hức tỉnh năng lực thiên thải, rồi hảo vận, rồi túi hồn 10 sao, 9 sao, cường giả chiêu mộ kiến, 5 sao, 6 sao, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, rồi 18, đang còn nhận được mảnh thì cứ ăn thôi, 17, 16, 15, 14, vẫn còn ăn được các bạn, rồi hết, 13 không cần ăn nha, rồi vô có... đây tiêu phí nè hả, đó ok nhận quà tiêu phí liền. Ngoài ra anh em tích nạp ở web thì chúng ta còn có tích nạp trong game nữa nha các bạn, tích nạp in game nữa nè, nạp liên tục tranh mua tích nạp tuần rồi nè hả, đó mua trao đổi đâu nè, đó phúc lợi điểm danh hàng ngày nhận thích tỉnh năng lực ha. Ok quà mình quà đăng nhập nè, đây ngoài ra mỗi ngày đăng nhập chúng ta còn có nhận quà nữa nè anh em, đó
Ok liền. Event tích nạp nữa nè. Đó, tích nạp trong game nữa nè. Đó, rất nhiều anh em. Ở đây tích lũy nạp nữa nè. Trời ơi. Hẹn giờ ưu tú. Đây, quay ưu tú ra được những con tướng VIP luôn nè các bạn ơi. Yamato, ủa không phải Uta, Roger đồ ha. Tiên cá đồ nè ha. Đó, Jet tay đen nè ha. Đó, Uta đồ, Katakuri nè. Đó, wow. Đó, tính ra Uta hơi bị nhiều luôn á anh em. Trời ơi à. Roger, đó, Kata bò Kata. Đó, đầy đủ luôn. Lâu lâu thì ở đây ra được mấy con tướng hiếm nữa các bạn. Nhưng mà tỷ lệ ra tướng hiếm, tướng mới thì ở đây nó hơi bị hấp ha. Ra nhiều là Roger và mấy con này cơ đã. Ok, Uta ở đây quay quay quá trời. Ở đây trong shop nguyên tố có cho đổi tướng mới luôn nè các bạn ơi. Chantan Abu đồ hả, Bullet Guanolo nè hả, rất nhiều như là Yoro nè. Đó, đầy đủ. Roger hả, Roger ở ngoài quay ra quá trời luôn. Ok man. Nào rồi, mở đồ và nâng cấp thôi các bạn ơi. Đó, game open vào 10 giờ ha. Anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống ha. Link theo để dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video nha các bạn. Đó, bấm vào tải, qua đó xin code like share đồ cái kiểu con đại điểu nha. Đó, làm event like share nhận set 3 set 20 mấy quên mã đó rồi. Như là 21, 22 gì đó. Ok ok. Rồi ơi. À đây có nữa nè. Ôi lên 33 luôn anh em. À đi. Đơn giản thế sao. Nâng sao lên và quẩy thôi. Trời ơi, đem mấy con này đi làm bút luôn. Hồi nãy quên đậu tương đó. Ok, để test thử con này coi con này là gì ta. Em nghĩ là support quá anh em. Ờ đúng không? Con này chắc được bót rồi. Hôm nào tôi làm cái về cái clip phân tích mấy con tướng ở đây coi. Cơ bộ nhiều anh em sẽ xem lắm à. Còn không xem thì chúng ta xem một mình thôi chứ biết sao giờ. Nè, vô đi bác Yoro gì bác Roger ơi. Đây, ô, ô, support rồi. Búp cầu vòng gì đó. Okay. Rồi, ok. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì cần hãy chơi con lô của bộ đẹp hơn à. Lô rồi.